Rồi kênh Hai Lúa Săn Bắt chào các bạn nha. Thì bữa nay mình đi câu cá rô phi nha các bạn. Mình câu hàng câu tay các bạn ơi. Chứ mình đào được nãy giờ được mớ trùng các bạn. Mình câu đường kinh nè các bạn. Nước cũng đang lớn các bạn ơi. Nay nước rong nước nhiều rồi. Mà thấy đường này rô phi cũng nhiều các bạn. Nên giờ mình câu thử có dính được nhiều nha các bạn. Rồi rồi dính cá chốt bạn ơi. Xíu. Như cái chốt nữa bạn ơi. Chốt nữa các bạn ơi, toàn cá chốt mà. Rồi, cá chốt nữa các bạn ơi. Cá chốt bự các bạn. Rồi cá chốt nữa các bạn. Tiếp tục cái chốt các bạn. Chốt nhỏ các bạn ơi. Một cái chốt các bạn.
rồi đánh cá ưu phi các bạn ơi. Ở cái này sớm giờ mới thấy các bạn ơi, cá nhỏ xíu. Mới dính được cá chốt các bạn ơi. Một xíu. Cá chốt một xíu các bạn ơi. Nên đi câu cá ưu phi mà được có con nhỏ xíu các bạn ơi. Cá 20 mấy con cá chốt nhỏ nhỏ không các bạn ơi. Chút rồi hẹn các bạn video tiếp theo nha.